Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thường tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó, nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy: nó đáp, thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời, người thứ nhất, Đức giê -xu nói với họ, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời chưa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dù ngôn luôn có tính biểu tượng Chúa Giêsu ngày hôm nay ngài nói về dụ ngôn có hai người con đại diện cho hai loại người có thái độ trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn biết các thường tế và kỳ lạ nghĩ gì về dụ ngôn này. Dụ ngôn đang nhắm vào các ông. Các ông là những người con thứ nhất hay người con thứ hai? đó là lời mời gọi của người cha dành cho cả hai đứa con đi làm vườn nho cho ông ông không hề có sự phân biệt đối xử ưu ái đứa này hơn đứa kia và ngược lại mà lời kêu gọi hoàn toàn giống nhau kinh thánh tích dùng hình ảnh vườn nho để nói về nước thiên chúa thánh mất Thêu rất sâu sắc trong rủ ngôn ông không viết người con trưởng hay người con thứ vì viết như vậy sẽ có sự phân biệt bao giờ con út cũng được cha thương hơn mà thánh mất theo viết người con thứ nhất người con thứ hai có nghĩa là ta không biết đó là con trưởng hay con út vì tất cả đang diễn ra rất bình đẳng thái độ của người con thứ nhất ban đầu làm cho người cha thất vọng Nhưng sau đó ông lại vui mừng Cha nó bảo nó đi làm vườn nho Ban đầu nó đáp Nhưng sau đó nó hôi hận và nó làm Đây là hình ảnh của những người có lương tâm thanh thiện Những người lương dân Ban đầu không đáp lời mời gọi của Thiên Chúa Nhưng sau đó hôi hận và làm theo lời Chúa dạy còn người con thứ hai, hình ảnh của dân Do Thái khi cha nó bảo nó đi làm vườn nho, nó nhanh nhẹn thưa vâng, nhưng thực tế lại không đi làm. Đây là hình ảnh của dân Do Thái chỉ đáp ứng với Chúa bằng miệng chứ không thi hành. Thái độ của người con thứ hai ban đầu làm cho người cha vui mừng, nhưng sau đó ông lại thất vọng ê chề vì nó không đáp ứng lại lời mời gọi của ông, không vâng lời ông. Có lẽ hình ảnh người con thứ hai cũng là hình ảnh của một số người Kitô tô hữu chúng ta hôm nay chăng? Thưa vâng với Chúa là việc rất dễ. Biết bao lần ta đã thưa vâng với Ngài. Thưa rất nhanh nhẹn, rất sốt sắng, nhưng chỉ là thưa thế thôi chứ thực sự là ta không làm như ta đã thưa như ta đã hứa thiên chúa cũng mời gọi ta đi làm vườn nho cho ngài đó là làm việc cho nước thiên chúa ta có đáp ứng lời mời gọi của ngài hay không là làm cho nước thiên chúa được lớn mạnh hơn qua đời sống chứng nhân của ta dù ngôn sẽ cho ta bài học sau đây. Bài học thứ nhất: sám hối và thay đổi. Người con thứ nhất thưa lại rằng con không đi, nhưng sau nó hối hận và đi làm, có lẽ ai cũng cảm thấy bất bình trước câu trả lời của người con thứ nhất này. Câu trả lời thật khó nghe, nhưng đó không phải là điều đáng nói. Nhưng sau đó nó hối hận và đi làm đây là mới điều quan trọng nhất. Nó hơi hận vì tình thương của người cha không cho phép nó làm như vậy. Ta cũng thế, chính tình yêu Thiên Chúa dành cho ta làm ta phải suy nghĩ và phải thay đổi không thể cứ ở lì trong tình trạng tội lỗi mãi được vì Ngài đã dùng chính cái chết để cứu chuộc ta. Bài học thứ hai, nói và làm có một khoảng cách rất là xa. Người con thứ hai cũng được người cha kêu gọi đi làm vườn nho. Anh ta đã nhận lời rất mau mắn và người cha sung sướng, vui mừng. Nhưng sau đó, ông bị hụt hẫng thất vọng vì anh ta không đi làm Thiên Chúa cũng hay bị hụt hờn trước lối sống của ta. Nhiều khi ta hứa với Chúa thật nhiều, nhưng ta chưa làm được gì cả. Khi gặp hoạn nạn, ta hứa, ta thề, này thề nọ, nhưng khi gian nan đã qua đi, ta lại chứng nào tật đó vẫn sống với lối sống cũ. Lạy Chúa, Xin cho chúng con cảm tả tình yêu cứu đồ của Chúa, một tình yêu mầu nhiệm siêu việt trong mọi thứ tha. Trong mùa vọng này, xin Chúa ban sức mạnh để chúng con luôn biết mình cần đến Chúa và anh chị em chúng con, và do đó sẽ không bao giờ kết án họ, nhưng chỉ đỡ nâng thứ tha và yêu mến họ, như chúa đã yêu thương chúng con amen